đến trường để làm gì? Đến trường là để học những bài học về tình thầy trò, tình cảm bạn bè vô tư thân thiết, những rung động đầu đời hồn nhiên trong sáng, biết yêu thương những người trong gia đình và chia sẻ với những người xung quanh. Đến trường không chỉ để học mà còn học rất nhiều. Phúc Kho Bảo Thanh, Chiêu Đồng, Bộ Huế.